Xin chào các bác, chào mừng các bác đến với số bên công nghiệp bãi của em. Chúc các ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay em lại sẽ lên cho các bác một lô cần mới về nhá. Đấy, từ hôm nọ hôm nay thì hôm nay mới chờ được hàng về, hôm nay về được một ít thì chắc lên cho các bác được khoảng tầm 3-4 clip gì đấy. Thì các bác xem ưng được cái nào thì ủng hộ cho em nhá. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác là một ít cần Ikada này, một ít cần tay. Hôm nay thì sẽ có vài chiếc cần lục, lục này khá đẹp nhá. Bản Arocat bản này đang khá là ít này. Và có vài chiếc cần ISO dòng khuyên lớn. Để các bác xem mà ưng được nào thì báo cho em. Số điện thoại chốt hàng của em là 0326 267 369. Em để góc màn hình vào nhá. Đấy, các bác cứ ưng là các bác báo cho em. Ở đầu tiên em sẽ lên cho bác là hai chiếc cần Ikeda, hai chiếc cần này giống nhau nhá. Mã số 1 và mã số 2. Ở đây sẽ làm chiếc cần Ikeda. Dài 1 mét rưỡi các bác nhá. Ở đây nó ghi là Ikeda Fugetsu. Đấy, đây là một chiếc cần của hãng Pro Mariner. Bản này sẽ là bản của Chila xuất Nhật các bác nhé, được trang bị bát là bát hãng, khoen là khoen hãng. Con này thì mới tinh chưa sử dụng các bác nhé. Đấy, ngọn còn mới tinh nhá, chưa sử dụng. Một chiếc ngọn Ikeda quá đẹp. Con này thì mới rồi các bác nhé, xin là các bác không phải soi nữa, các bác chỉ thích thông số là chơi thôi. 1,5 m. Con này thì ngọn của nó cũng thấy khá là to nha. Ngọn là 1.05 ly thôi nhá. Ikeda ngọn 1.05 ly thì là ngọn cũng khá là to. Con này độ cứng khá tốt để cho bác chơi nhá. Dài 1,5 m. Ở Ikeda tầm trung thì giá nó chỉ có loanh quanh tầm 500k thôi nhá. Cân nặng cho bác này 86g và giá con này sẽ là 500.000 thôi nhá. Ở Ikeda thì không rẻ hơn nữa nhá. Ikeda thì đang rẻ nhất có giá dòng rẻ tầm 450-500. Đấy, mã số 1 và mã số 2 thì hai cây như nhau. Thì em sẽ để luôn là giá giống nhau nhá, 500 ngàn một cây. Đấy, các bác làm thích Ikeda hàng hệ cao cấp hơn thì bác sang hai con Daiwa này. Hai con Daiwa này sẽ là hai chiếc cần Ikeda mang chất liệu carbon wicker. Một chiếc cần sẽ là dài 1,8 m, độ cứng ở đây sẽ là 0.6. Bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji nó sứ xám. Ở thân sẽ được trang bị là vân hai da. Những carbon wicker gần đây thì tất cả các dòng đều có hai da thì vậy. Đấy. Ngọn con này sẽ là màu lâu. Rất đẹp các nhá, không lỗi làm gì. 1,8 m, 0.6. Zin nó nhá. Đấy, cái phần dưới nó sẽ là carbon vân ra, trên này nó chuyển sang lâu này và nó ngọn sẽ là lâu luôn. Độ cứng con này độ cứng khá cao đấy, em thấy độ lẩy khá là tốt. Cân nặng cho bác này 88g, ngọn là 0.85 ly. Ở hàng hẹ thì bây giờ cảm giác cần nó rất là cứng cáp và thanh thoát các nhé. Ở 1,8 m, bản này thì trước giờ vẫn bán là 900k nhé. Mã số 3, mã số 4. Ở mã số 4 sẽ làm cho cần Ikeda cuối của ngày hôm nay. Con này sẽ có chiều dài 1,5 m thôi nhé. Độ cứng ở đây là 0.6. Một chiếc cần Daiwa được sản xuất tại Đài Loan. Đấy, con này cũng được trang bị là vân, là vân. Con này có vân hai da không nhỉ? Carbon thì là carbon wicker nhé, có vân hai da này. Đấy. Con này thì cảm giác mềm mại hơn con kia một chút xíu vì nó ngắn hơn các nhá. Zin đẹp đẹp, ngọn là 0.7 ly các nhá. Cân nặng cho bác này 70g, con này cũng 900.000 nhá. Ikeda mà hàng đẹp mới này đang cực kỳ hiếm nhá. Ok, lên cho bác 4 cái Ikeda. Chuyển sang cần tay. Cần tay sẽ là mã số 5. Số 5 sẽ lên cho bác một chiếc tay của hãng Slita. Con này có chiều dài là 2,1 m các nhá. Để cho bác câu rô hay câu riếc. Chất liệu carbon. Cần 2,1 m. Con này ngoại hình còn đẹp nhá.
Dòng cần tay mà ngắn này thì lâu lắm không gặp rồi ạ. Lúc trước thì có gặp nhiều, còn đây thì ít. Cần còn đẹp nhá, không lỗi lầm gì. Cái đầu cần này nó có băng dính này, em bóc ra. Cần này chưa sử dụng luôn sao ấy. Cân nặng cho bác nha. Con này thì chắc chắn sẽ rất là nhẹ. 30 g các ạ. Ngọn là 0.82 ly nhá. Ở con này thì nó ngắn đấy các bác, là 400 ngàn. Số 5. Xem số 6 này. Ở số 6 sẽ làm chiếc cần tay dài 39 các bác nhá. Con này sẽ làm chiếc cần của Olympic. Chiều dài là 3,9 m. Ngoại hình con này thì bên trong còn đẹp đấy nhá, bên ngoài vận chuyển thì hơi có sức sắc nhẹ một chút xíu. Đấy, tổng thể còn rất là đẹp nhá. Con này để cho bác về gửi rô hoặc giếc cá khoảng tầm hơn ký là bác câu cảm giác rất là sướng nhá. Còn các bác còn muốn câu được cá to hơn nữa thì bác phải có dây bảo hiểm. Đấy, bo cò cưa thì 2-3 cân vẫn bắt được, nhưng mà dòng này chỉ hợp với bác câu cá rô đấy nhá. Rô giếc cá tầm 1 cân đổ về là rất là ngon. Một chiếc cần 3,9 m Olympic sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Cân nặng cho bác này 100 g. Ngọn là 0.9 ly. 39 lấy các bác là 500 ngàn. Ở mấy chiếc cần tay hôm nay em lấy các bác đồng giá nhé. Một số cây ngon hơn thì sẽ lên một chút xíu thôi. Xong mã số 7 này. Ở số 7 sẽ làm chiếc cần của hãng Suzumi. Một chiếc cần dài là 5 m. Đâu, con này dài 4,8 m các bạn. Con này độ cứng khoảng tầm 3H các nhá. Câu rô riêng thôi, con này cũng thế, 4,8 m cũng 3H. Đấy, phôi carbon bên trong thì còn đẹp quá nhá, còn rất là sáng luôn. Cần này em lười không lo chùi đấy, còn rất là đẹp nhá. Con này để cho bác hợp câu cá rô rô phi khoảng tầm ký hơn ký là câu rất là sướng các nhá. Cần đẹp không lỗi làm gì. Cân nặng này 105 g. Ngọn là 1 ly các nhá. Ở con này thì độ cứng khoảng tầm 3 đến 3.5H. Để cho bác câu rô riếc giá cũng là 500 ngàn mã số 7. Xong mã số 8 ạ. Số 8 sẽ làm chiếc cần Olympic nữa, nhưng con này sẽ chiều dài 5,4 m. Đấy, con này thì cho các bác đi câu cá lớn hơn một chút xíu nhá. Con này độ cứng khoảng tầm 4H. Con này thì hợp cho các bác đi câu chép dịch vụ dòng cảm giác nhá. Có nghĩa là câu được cá chép 4-3-4 kg nhưng mà có dây bảo hiểm. Gặp trường hợp cá nó quá cưa mà quá khỏe thì bắt buộc phải nhả cần, tránh trường hợp nó bị quá lực nhá. Đấy là 5,4 m, một chiếc cần của Olympic. Con này thì khá là cứng quá nhá. Cần này khá là cứng để cho bác câu được cá to đấy. Đấy, đầu Nhật thì có một cái hay của nó là cái cảm giác câu cá nó sẽ rất là sướng nhá. Còn cần Nhật thì nó sẽ không quá khỏe để cho chúng ta câu con cá lớn. Cân nặng cho bác này 170 g. Ngọn là 1 ly thôi nhá. Ở trên cái đầu cần này người ta có buộc cái này vào nhìn hơi xấu nhá, coi nhá. Cái này các bác phải tháo ra, đây là cái người ta câu, người ta chắc quấn vào để buộc cái mà. Chắc không nên buộc cái dây đỏ này buộc vào đây. Phải tháo được nhá, cái này không ảnh hưởng gì. Con này nếu bác là 600 nhá, mã số 8, 54 cứng khoảng tầm 4H. Xem mã số 9 này. Số 9 này sẽ làm chiếc cần của hãng Simolo. Con này cũng chiều dài là 4,8 m nhá, sản xuất tại Indo, một chiếc cần tay dài 4,8 m. Bản này là bản Holiday ISO. À đâu, Holiday thôi, nó không phải là dòng ISO thì nó không ghi cơ nhá. Chỉ ghi là Holiday thôi. Sản xuất tại Indo nhá, 16 nhá, 16 bác nhân với 3 giúp em. 30 30 63 18. Đấy, con này là bản thân bé có nhá. Con này độ cứng nó loanh quanh khoảng tầm 3.5H để cho bác câu cá tầm trung. Đấy, nếu mà chép dịch vụ thì đánh được nhưng mà lại phải cao thủ nhá. Cân nặng cho bác này
112g, con này khá nhẹ. Gọn là 1.13 ly, lấy bác là 800.000 đó nhá, mã số 9. Đấy, con này đẹp này. Bản này ít gặp lắm, cần tay cái bản này ít này. Còn cái bản cổ cổ này thì khá là nhiều nhá. Rồi, sang mã số 10. Số 10 sẽ làm chiếc cần tay lóng ngắn, con này của hãng Suzumi nhá. Bản này sẽ là bản được sản xuất ở Nhật nhá. Đấy, cái hình ngọn tháp này, bản cổ nó sẽ có hình ngọn tháp này nhá, ở sản xuất ở Nhật. Dài ở đây sẽ là 5m4, 5m4, chất liệu carbon là 2 pure. Lóng ngắn này thì được cái nó hay cái là nó sẽ lóng, nó sẽ rất là to và cảm giác nó rất là lẩy nhá. Ok. Con này nó độ cứng khoảng tầm 4H nhá. 4H đến 4H rưỡi để cho bác đi đánh chép dịch vụ được luôn. Dòng này thì chép dịch vụ thì vẫn ưu tiên các bác nào mà kỹ năng cao nhá. Đánh thì bắt được cá 4,5 cân nhưng mà lại không xuồng xã và không nhắm mắt mũi bổ được. Xin nhờ là câu là cần kỹ năng đó nhá. Rút ra thẳng như kích thước luôn. Khá là khỏe nhá, khoảng tầm 4.5H đấy. Cân nặng cho bác này. 220g, một chiếc cần lóng ngắn bản cứng nhá. Gọi là 1 ly. Nếu bác là 600k nhá, để cho bác câu chép dịch vụ các kiểu. Sang mã thứ 11 này, 11 sẽ làm chiếc cần tay nữa nhá. Con này sẽ có chết rồi, không biết chiều dài bao nhiêu, con này ghi chữ Hán, con này con nội địa. 11. Đây sẽ làm chiếc cần của hãng Suzumi sản xuất ở Nhật. Chia rồi. À đây đây đây, đây. Tưởng cái ngọn nó bị dắt cơ. Có ngọn các bác nhá. Một chiếc cần của hãng Suzumi sản xuất ở Nhật, để em rút ra xem độ cứng của này bao nhiêu. Con này độ cứng nó khoảng tầm 3H các nhá, dài 4,5 m. Để cho bác câu rô câu giếc, con này thì thân nhỏ nhá, để cho bác câu cảm giác. Nếu bác nào mà thích đánh cảm giác thì những chiếc cần như này thì câu cái cực sướng nhá, một chiếc cần của Nhật sản xuất. Cân nặng cho bác này, 113g. Ngọn con này thì nhỏ có nhá, ngọn là 0.9 ly. Cũng đây các bác là 500.000 đấy. Mình chưa cần mà tay kiểu đại trà thế này thì nó chỉ chơi nhau một tí ti thôi, em có lấy đồng giá cho bác dễ săn nhá. 11 này. Sang mã 12 tiếp tục là một chiếc cần tay có nhá. Con này thì sẽ có cái cán đặc trưng, cán riêng biệt luôn nhá. Đây sẽ làm chiếc cần tay của hãng Shimano. Con cần tay này sẽ làm chiếc cần tay rất là ngon đấy các bạn. Để em rút em xem độ cứng nào. Quan trọng chiếc cần bây giờ là độ cứng nó phải tốt, lấy. Ok, con này sẽ làm chiếc cần tay có chiều dài là, ôi dồi ôi, 6m các bạn ạ. Đây rồi, hai chỗ này là 20. Con này làm chiếc cần thân nhũn các nhá, nó thuộc dòng cần mềm. Nó sẽ thiệt thành dòng bo tròn luôn ấy. Khi các bác cầm cần ra nó sẽ cong tròn, cong tớn luôn. Phô này thì tầm trung nhá. Trong mấy chiếc cần này tưởng đẹp nhưng mà con này lại không đẹp. Bên ngoài rất đẹp nhưng bên trong thì câu nhiều, nó rút thì cũng cảm giác sức nhẹ cái lóng thu gốc đầu tiên này, con này. Các bác thấy không ạ? Có sức một chút xíu nhá. Con này dài 6m3. Hơi độ cứng chỉ tầm 2.5 thôi. Độ cứng thì không cao. Cần thuộc dòng mềm. Đây các bác này, các bác thấy không? Thành hình tròn luôn rồi nè. Đấy, để cho bác đánh mềm nhá. Cân nặng cho bác này. 210g. 0.8 ly, 6m3, dòng mềm các bác nhá. Lấy các bác là 500.000. Hơi tiếc ha. Con này nó cứng cao thì ngon. Rồi, sang mã 13 sẽ làm chiếc cần tay cuối cùng. Ở tất cả những chiếc cần tay thì nó đều có hộp, có bao đựng như này các nhá. Nhưng mà cái dòng này người ta câu rồi, hộp bao người ta bỏ ra, còn riêng cây này là còn hộp nhá. Đây, con này thì có hộp, con này dài là 39 này. Carbon 7%, 3% là gara sự. Nặng là 318g, chắc
Alo, độ cứng đây là 318. À, chắc này độ cứng nó ghi là 81 sao ạ? Nhiều cái nó dị lắm mẹ, không biết đâu một lần. Thu gọn 109 sen nặng 90 g. Đấy, đây sẽ làm chiếc cần Sanwa nhá. Con này được Nhật sản xuất. Cũng thuộc dòng đời đầu. Có bao đựng và có cả hộp đựng luôn. Xem nào, ok, con này sẽ làm chiếc cần cứng khoảng tầm 2.5 đến 3H để cho bác cô dô cô giết nhá. Con này thì còn rất là đẹp. 39 độ cứng khoảng tầm 2.5 đến 3H. 39 của Sanwa sản xuất nhá. Và con này thì thông số nó có sẵn ở trên hộp rồi, em không cần nó đo nữa cho bác nhé. Ui, nhưng mà cái cần này cái mùi nó như là mùi nước mắm các bạn, mùi kinh cực. Hay để lâu quá hay là gì đó. Cái bao cần này có cảm giác mùi như mùi nước mắm các bạn, mùi hơi lồng một chút xíu. Đấy các bác nha. Con này nếu bác là 600 ngàn nha, tại vì nó có bọc có bao. Đấy, thông số cho bác này 39 này, thu gọn 109 sen này. Ngọn là 0.75 này, gốc 11.5 này, nặng là 90 g. Đấy, ok, hết. Hôm nay hết cho bác một loạt 13 chiếc cần tay. Lâu lắm mới về cho bác được một lô cần tay nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13 rồi, ok. Giờ đi thì chuyển sang cần sút và cần ISO nhá. Sút hôm nay rất là đẹp này. Hôm nay sẽ lấy cho bác một chiếc cần bản Pro Swing nhá. Bản này thì đang cực kỳ hiếm nha. Bản này là chắc cũng sắp tuyệt chủng rồi. Giờ còn lại được thì không con nào đẹp đâu. Hôm nay nên cho bác được một cây cực kỳ đẹp. Dài 4m2, cứng 25. Một chiếc cần của Daiwa, sản xuất ở Nhật. Con này sẽ tên là Pro Swing Tourman. Đấy, thông số là 4m20, cứng 25. Được trang bị bát là bát Fuji tem vàng. Con này thì còn rất là đẹp nhá, ít sử dụng luôn. Nhật sản xuất, chất liệu là carbon là Amorphous Wicker. Con này được trang bị một cái lớp vân Ui các bác ơi, con này quá kinh khủng luôn, giờ em mới biết này. Cái đít cần của nó vẫn còn một cái gioăng gì thì em không rõ, nhưng mà nó có hình rất đẹp nhá. Có hình khắc bên trong luôn. Chắc là một cái đế bằng nhựa. Được trang bị dàn khoen là khoen Fuji nhá. Bát là bát Fuji. Con này chắc chắn là sẽ có định vị khuyên cho bác này, định vị khuyên nhá. Vân là vân gốc sẽ là vân hai da, trên cần cũng là vân hai da nổi gân luôn nhá. Nhưng mà hơi khó nhìn một chút xíu, ngoại hình còn rất là đẹp. Chiếc cần này thì không chê đâu nhá, các bác còn chê chiếc cần này là hơi phí đấy. Đây sẽ là chiếc cần rất là ngon, Nhật sản xuất, giờ hiếm lắm rồi, bản đẹp này ra đang rất là hiếm này. Cân nặng cho bác này, 375 g, ngọn là 2.5 ly thôi nhé. Giá cho bác là 1.950.000. Quá đẹp luôn nhá. Hơi cổ một tí nhưng mà rất là ngon. Đây, các bác thích hiện đại thì bác thích còn lại sang mạng thứ 15. Ở 15 sẽ làm chiếc cần AuroCAD nhá, bản FX. Con này sẽ là được Nhật sản xuất này, một chiếc cần sút của AuroCAD. Con này thì ngoại hình thì nó sẽ tương đương một chiếc cần sút Leader. Bản tầm trung, nhưng mà có hai cái là bản này sẽ là bản Nhật sản xuất. Và thông số nó sẽ là FX nhá. Thông số E thì rất là nhiều nhưng F đang rất là hiếm các bạn này. Con này được trang bị bát Fuji, khoen Fuji. Con này khuyên nó sẽ là khuyên khuyên bình thường thôi nhá, gọi là khuyên loại sứ xám, có định vị khuyên cho bác, có định vị lóng ngọn. Ngọn là vân hai da. Đấy, một chiếc cần FX cực kỳ đẹp nhá. AutoCAD cân nặng cho bác này. Ba 2.35 ly, giá là 2 triệu quá nha. Ngoại hình đẹp như mới. FX. Đây các bác thích EX, đây EX thì lại rẻ hơn nha, sang mạng thứ 16. 16 sẽ làm chiếc cần AuroCAD nữa, dài 4m25, cứng E. Một chiếc cần được sản xuất ở Nhật. Bát Fuji, khoen Fuji, ngoại hình con này cũng đẹp như mới luôn.
đẹp như mới thôi chứ không phải đẹp mới tinh đâu nha. Nhiều các bác cứ vịn nói câu em bốc phét tí, các bác bảo là mới thế mà về cũ. Nó không mới được hết đâu ạ, nó là cần bãi mà, gọi là cần cũ. Hàng này thì nó không phải hàng em lấy hàng bãi mà em lấy hàng sách tay, nhưng là nó sẽ ngoại hình đẹp hơn một số shop bán bằng đồ bãi có nhá. 4m25 cứng EX. Cân nặng cho bác này. g 2.6 ly nữa nhá, cũng 1.9 thôi nhá. Ở cái con này thì nó là 4m25 thôi nhá, còn 4m05 thì nó sẽ rẻ hơn một chút xíu, chắc chênh nhau 100.000. Rồi, sang mã thứ 17 này, 17 sẽ làm trước cần sút leader nhá. Con này nó có bao đựng cho bác này, bao zin đẹp luôn. Con này là thông số là 4m05, cứng D. Cũng sản xuất tại Indo nhá. Hai con này, bác này ở Nhật này. Mấy con dòng này hôm nay toàn Nhật thôi, có chiếc cần này của Indo này, 4m05 cứng D đó nhá, cứng D là cứng 27. 27 của dòng này sẽ cứng hơn cả 30 của dòng sút cỏ nhá, 30 33 của sút cỏ không cứng bằng dòng này được. Đấy, con này ngoại hình cũng còn rất là mới đó nhá. Đấy, ui giời. Gần như chưa sử dụng ấy, nói hơi quá. Quá đẹp coi nhá, con này thì không chê luôn đấy. Con này em chiếc cần gần như là chưa sử dụng. Chân bát con này, chân bát vẫn còn rất là sáng nhá. Không hiện tượng bị mài mòn xước gì luôn, nhưng chẳng có đặt vào 1-2 lần, chẳng câu 1-2 lần rồi. Rất là đẹp nhá, 4m05 cân nặng. 370g. Ngọn 2.5 ly, con này lấy các bác là 1.800.000. Đâu nhỉ? À đây. Cái tờ giấy em dán ở trên kia. Mã 17 nhá, 1.800.000. Đấy, hôm nay toàn hàng đẹp nhá, toàn hàng siêu phẩm đấy. Kiếm được ngoại hình như này hơi khó đấy các bác nhá. Rồi, tiếp theo sang cây thứ 18 này. Cây 18 này thì sẽ làm chiếc cần cũng khá là ngon. Con này sẽ là bản của thuộc dòng cần đời mới các nhá. Đây sẽ làm chiếc cần của hãng Daiwa. Con này sẽ được sản xuất tại Chila, xuất Nhật. Dài 4m05, cứng 33, tương đương BX các nhá. Bản này sẽ là bản X cha sút. Giá mới của nó mới tinh có hộp có bao như là hơi 4 triệu một chút. Con này được trang bị dàn khuyên là khuyên Fuji. Nói xứ xích nhá, thuộc dòng khuyên đời mới bây giờ. Đấy. Khuyên thì nó là khuyên đời mới đấy, nhưng một số anh em chơi thì nhá lại thích khuyên cũ, thì tùy mỗi người một cách chơi nhá, mỗi người sở thích. Ngoại hình con này bên trong thì gần như là mới tuyệt đối các nhá. Rất là sáng và đẹp luôn. Độ cứng con này thì là 33 để cho bác đánh lục xa bờ. Quá đẹp các nhá. Khoen là khoen xích. Khuyên đời mới. Bát Fuji, khoen Fuji, một chiếc cần của Daiwa. Công nghệ con này sẽ là X45 nhá. Cân nặng cho bác này. 450g. Ngọn là 2.93 ly. Nếu các bác là 2.900.000 con này. Quá êm nhá. Mã số 18. Sang mã thứ 19. 19 sẽ làm chiếc cần ISO khuyên lớn của dòng LFT. Đấy. Dài là 5m3, độ cứng sẽ là độ cứng 5, sản xuất tại Indo. Con này người ta gọi là Hyperloop. Ôi trời ơi. Con cần này thì nó sẽ nhẹ hơn dòng cần LFT bản phôi đen khá là nhiều các nhá. Cần mới tinh, chưa sử dụng, không xước xác một chút xíu nào. Gọi là mới tuyệt đối các nhá. Con này gần như là chưa sử dụng. Các bác nhìn này, cái phần bát này này, chưa có hiện tượng đặt bát vào trong nhá. Chưa biết đặt bát vào luôn các nhá. Đây. Này xoay gần nó không thấy nét, các bạn nhìn rõ nhá. Chưa dùng luôn nhá, cân nặng này. g 370g, khá là nhẹ. Gọi là 1.9 ly, lấy các bác là 1.700.000 các nhá. Trước em có bán một cây 1.600.000 nhưng nó cũ hơn, con này thì mới tinh chưa dùng, khẳng định các bác luôn. Xem 20 này. 20 sẽ làm chiếc cần Daiwa, bản này sẽ là bản đời mới nha. IM Press này sẽ là bản mới nha. Dài là 5m3, độ cứng 3. Bát sẽ là bát đúc, bát vặn.
dàn khuyên này sẽ là khuyên Fuji nội xứ xích. Đấy, phôi thì sẽ là phôi màu đen. Quá đẹp quá nhá, một chiếc cần ISO 5m3 đột 3, bán đời cao, sản xuất tại Chila, xuất Nhật, cân nặng cho các bác này. Trước chiều nay em muốn đi sắm lại ít đồ đạc. Ở đây nghỉ bỏ bê quá. Pin biết còn đang yếu đây, nặng là 330g quá nhá. Gọn là 1.7 ly, giá là 1 triệu 200k nhá, mã 20. Sang mã 21 này. 21 sẽ làm chiếc cần của hãng Daiwa. À, cái khuyên này là khuyên ở một chiếc cần khác. Vận chuyển về nó bị rơi. À, chà chà, tiếc nhờ, đây sẽ làm chiếc cần khá là ngon của Daiwa nhá. Bản này sẽ là bản carbon wicker chữ chéo, dài 54, độ cứng 4. Bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji nó xứ xích. Phôi còn đẹp quá nhá, phôi con này còn rất là sáng đấy ạ. Đây các bác nhìn rõ này, em xoay tròn nhìn rất là đẹp nhá. Tất cả dòng cần em lấy về em đều không có vệ sinh nữa nhá. Ví dụ như cái chỗ này đang bẩn như con này. Trắng trắng này là bẩn nhá, các bác có thể lau qua này hết. Em này em bán em không có lau chùi gì cả như này này. Nhiều khi nó sẽ không được đẹp mắt. Người các bác chịu khó lau chùi đi thì khỏi chê nhá. Ở đây sẽ làm chiếc cần của hãng Daiwa nhưng mà đang bị lỗi các nhá. Nói chung là bị lỗi mất vài khuyên. 1 2 3 khuyên là đang bị lỗi các nhá. Đấy, coi như là bộ này em sẽ bán cho bác là bộ phôi cộng một chút khuyên lẻ nhá. Cân nặng cho bác này. 418g. Nếu các bác là 1.400k nhá. Đọt 4 đấy. Rồi sang chiếc cần cuối cùng ngày hôm nay là mã thứ 22, một chiếc cần của LFT nữa nhá. Bản này sẽ là một chiếc cần bản 2 bloop nữa. Một chiếc cần dài là 5m3, độ cứng 3. Mới tinh chưa sử dụng nhá. Quá đẹp. Con này lấy các bác là 1.300k, cân nặng cho bác này. 260g. Gọi là 1.4 ly. Đấy, hôm nay lên tổng cộng cho bác là 22 chiếc cần, hôm nay toàn cần đẹp nhá. Ở ngày mai thì lại tiếp tục lên hàng cho các bác. Nên đợt này thì em đang về được một ít hàng rồi, sẽ lên đều cho bác nhá. Để các bác xem mà ưng được cái nào ủng hộ cho em. Hẹn các bác vào clip tiếp theo. Bye bye.